Ngót bò vó phổ phổ phlâm. Chỗ nào có chùa là có làng à. Cái này mấy sơn đi lên khắc phục. Nào bọc. Thôi mấy ông sư đi khất thực về. Này ở chùa Lê Trì. Đệ tử đi đâu á, mấy chú tiểu không thấy đi theo. Mày vô duyên vừa vừa thôi. Người ta đang quay cái đi lại đưa cái đít vô đó. Mấy giờ mấy đứa nhỏ đi học về. Ném phun thọt nè. Phun thọt nè.
đứa nhỏ đi học về. Thằng này nó gánh đồ ăn. Mấy sư nãy có cái bát đó là để cơm thôi. Cái này là đồ ăn mà bà con ở trong làng người ta cúng cho sư đó, sư đi khất thực. Ở cái chùa này thì người ta làm cái gánh để cho chú Tiểu nó gánh đồ ăn về. Còn ở nơi khác thì ta có chỗ khác thì ta để cái gầm lên.
khỏi chú tiểu lắm. Còn mấy sau ôm cái má con chú con thấy mẹ con. Cái cổng chánh, cái cổng mà nãy quay mấy sư đi cái thử về đó là cái cổng sau. Cổng này là cổng trước nè, cái cổng chánh của chùa.